Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món nòng non sóc tỏi ớt nhé. Để chuẩn bị cho món này thì các bạn mua cho mình độ 300g nòng non. Mình ăn ít nên là mình chỉ cần mua 300g nên là mình đã được một đĩa rồi. Và các bạn về để mình rửa sạch nhé. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn rửa. Thì các bạn chỉ cần rửa nước muối, chanh thôi, chứ cũng không cần phải nhiều vì nòng non nó cũng sạch chứ không như nòng già nhé. Và không thể thiếu là tỏi, ớt với rau thơm và ít dầu hào các bạn nhé. Và một ít mắm. Đây các bạn, lòng thì các bạn sẽ cho vào chậu này nhé. Thì chúng ta sẽ cho nước để mình lấy lòng các bạn ạ. Các bạn xả vòi nước trực tiếp vào lòng nhé. Mình xả như thế này để cho lòng nó tuôn hết ra. Rồi sau các bạn dùng tay các bạn ken nó lại. Các bạn dùng ngón tay này. Các bạn ken nó như này nhé. Nó sẽ sạch này. Những cái vàng trong cái lòng này nó sẽ ra hết. Đây các bạn. Các bạn xả như thế cho mình vài lần nhé. Đấy. Xong rồi mình lại làm lại một lần nữa các bạn nhé. Sạch hẳn chứ. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng tay mình ken nó ra. Ăn lòng ngon hay không là do chúng ta làm sạch không các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ rửa bằng nước muối các bạn nhé. Các bạn cho mình một thìa muối vào. Bóp cho cái lòng của mình sạch đi. Các bạn bóp như này từ 3 đến 5 phút để cho nó sạch và hết cái mùi tanh hôi của lòng đi. Sau đó thì mình lại xả nước nhé. Rồi bây giờ mình sẽ xả bằng nước nhé. Cho nó sạch cái nước muối này đi. Là mình làm cái lòng đã rất sạch rồi. Và các bạn sẽ vắt cho mình chanh vào các bạn nhé. Các bạn vắt cho mình một quả chanh để cho cái lòng của mình sạch hẳn đi. Đây là mình hướng dẫn các bạn rất kỹ rồi đấy. Rồi bây giờ các bạn xả nước cho mình nhé. Để mình làm sạch lòng lần cuối. Chanh là nó sẽ tẩy hết cái bẩn đi.
Rồi, nốt lần này là xong các bạn ạ. Là nòng của mình đã sạch hẳn rồi. Đây các bạn, như thế này là được rồi nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt một khúc. Các bạn cắt thành những khúc vừa phải cho mình nhé. Đừng ngắn quá, đừng ngắn quá khi nòng nó co lại thì nó sẽ không ngon. Đây các bạn. Mình cắt thành đoạn như này là được rồi. Rồi các bạn vớt ra một cái tô cho mình nhé. Các bạn ướp cho mình gia vị nhé. Mình sẽ cho vào đây sa tế. Các bạn cho mình khoảng một thìa cà phê sa tế này. Dầu hào nhé. Dầu hào các bạn ạ. Một thìa dầu hào này đi. Các bạn ướp cho mình khoảng 30 phút nhé. Sau đó thì mình sẽ cho lên bếp để mình chiên lên. Các bạn cho chảo dầu ăn lên này. Khi dầu ăn nóng lên thì mình sẽ cho lòng vào nhé. Khi mình đã ướp được 30 phút thì các bạn sẽ cho lòng vào để mình chiên lên. Mình cắt như thế khi mình chiên lên là nó vừa phải, nó không bị ngắn quá. Đây các bạn, khi lòng đã chiên được như này rồi nhé, thì các bạn vớt ra cho mình. Các bạn cho ra đĩa cho mình nhé. Các bạn cho chảo lên bếp và mình sẽ cho phần cho dầu ăn vào các bạn nhé. Và mình sẽ cho tỏi băm vào. Các bạn cho ớt này và mình cho luôn phần mầm non vào nhé. Các bạn cho mình ít nước tương. Các bạn nêm nếm xem vừa chứ nhé, nếu vừa rồi thì mình sẽ tắt bếp và mình cho ra đĩa là thưởng thức thôi. Các bạn trang trí cho mình cái đĩa nhé và mình sẽ cho phần nòng non ra. Thì các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món nòng non sóc tỏi ớt nhé. Một món này ăn rất ngon nhé, không phải chê một chút nào các bạn ạ. Rất thơm và ngon của lòng các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn ăn nhiều, các bạn có thể làm với số lượng nhiều hơn nhé.